Được thành lập từ năm 2011, trải qua 5 năm hoạt động, Câu lạc bộ Dân ca và Trèo Nguyễn Văn Chỗi, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên đã tích lũy nhiều trích đoạn trèo cổ và trèo mới được dàn dựng công phu. Chào xuân mới Đinh Dậu, Câu lạc bộ Dân ca và Trèo Nguyễn Văn Chỗi mang đến làn điệu trèo tự hào con hát khúc dân ca, viết theo làn điệu Trước Cẩm Hồi Văn và Nơi Biên Cương Gửi Về Quê Mẹ, viết theo điệu Luyện Nam Cung. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
nơi biên cương gửi lời về quê mẹ, khúc hát âm tình nâng nhẹ cánh thư bay, điệu chèo tha thiết đắm say hương sen hương lúa đó đây đường tình, lời thương yêu đã ngỏ bên đình ngày về đôi lứa chúng mình nên đi duyên anh mặt đi dịu ý trao câu hát tiếp một nhạc dân ca lời thương chung gửi nơi xa biết bao tình. Ánh nắng trao nghiêng bình minh tỏa sáng dáng hình em giữa mây trời tình ta đêm Việt dầu xanh như nhắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.